Thầy ơi múc đi thầy Mày nói khẽ thôi Cây trà này của nhà chị đấy à Cây đi cổ nồi cho để lại đó Chú trả mấy Thế chị muốn bán bao nhiêu tiền Muốn bán mua mà biết Chú trả mấy Cây này của chị năm nay thì nhiều hoa lắm Em thì em thích thật Thôi em cứ giả chị là 200 Thầy máu thế Đã bảo là để im rồi Thôi đây được thì em lấy, em cứ giả chị hai trăm Ok. Chú nói thật nhá. Nói thật chứ ai nói đùa bao giờ. Để tu gọi các cháu đó. Để ra xe lấy tiền vào gửi cho chị luôn. Để cầu luôn gọi xe đi. Chú chuyển khoản đi, để mua được. Rồi ok, thế thì chị em mình bắt tay nhau một cái nhá. Đấy, thống nhất là như vậy, chiều nay em cầu luôn. Ok. Thằng đệ tí quay vào lấy số tài khoản của chị nhá, bảo Madam chuyển tiền xong cái gọi xe cầu luôn vâng